Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có tờ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bãi bỏ văn bản số 976 ngày 13 tháng 2 năm 2018 về việc dừng thu hút đầu tư và không bổ sung quy hoạch dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh với nhiều lý do. Theo đó, nội dung tờ trình nêu 5 vấn đề không còn phù hợp và gây ảnh hưởng tới hoạt động khai thác năng lượng từ nguồn thủy điện nhỏ, chính là khai thác nguồn năng lượng tái tạo. Nội dung cuối cùng trong tờ trình đó là đề án quy hoạch tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được trình Hội đồng Thẩm định Quốc gia thẩm định. Trong đó đã tích hợp vào khoảng 50 dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất khoảng 500 MW. Khi đề án được Thủ tướng phê duyệt sẽ triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, các dự án thủy điện nhỏ sẽ triển khai thực hiện phù hợp với nghị quyết số 55, quyết định số 2068, quyết định số 500, kế hoạch số 135 và kế hoạch số 6172. Vì vậy, nếu không bãi bỏ văn bản số 976 thì các dự án nói trên sẽ gặp vướng mắc.